Chào mừng quý vị các bạn đã lại với kênh Đại Vương. Thì hôm nay Vương sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn làm sao để chúng ta mà săn được vé máy bay giá rẻ nhé. Thì thứ nhất á, là chúng ta phải lên kế hoạch đi du lịch là càng sớm càng tốt, chứ không phải là hôm nay book cho ngày mai đi á, thì hiếm lắm có được cái vé rẻ các bạn ơi. Và chúng ta phải chọn cái thời gian bay là thích hợp, thấp điểm, không bay vào chiều thứ sáu và đi về vào chiều chủ nhật nha. Thì những cái thời gian là sáu thứ bảy chủ nhật á, là nó vào cuối tuần nên là cái giá máy bay nó cao hơn. Chúng ta bay vào các ngày trong tuần trừ là cuối tuần thì ok. Và chúng ta phải chọn cái thời gian bay là xa ra là vài ba tháng, nhưng mà cái thời gian bay mà nó thường rẻ nhất là tháng 2, tháng 3, tháng 4, thì khoảng là cuối tháng 2, nguyên tháng 3 và đầu tháng 4 thì giá bay máy bay nó rất rẻ, hoặc là tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì ba tháng này nó cũng rất rẻ các bạn ơi. Và thứ hai là thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin chương trình khuyến mãi của hãng, thì chúng ta phải thường xuyên vào trong web của các hãng để chúng ta kiểm tra có chương trình khuyến mãi hay không, hoặc là chúng ta có thể là đăng ký hội viên, chúng ta bấm vào là để nó gửi mail cho chúng ta khi mà có chương trình khuyến mãi của từ hãng thì nó sẽ gửi mail cho anh chị và các bạn. Và cái điều thứ ba là chúng ta phải có cái điện thoại và cái máy tính kết nối internet, và không thiếu được là cái thẻ còn số dư để chúng ta thanh toán online nha. Rồi chúng ta ăn ba cái điều kiện cơ bản đó là chúng ta có thể là săn được vé máy bay giá rẻ rất tiện lợi. Và bây giờ là Vương sẽ vào thử xem săn cho các bạn có một cái vé máy bay giá rẻ không nhé. Từ trên điện thoại Vương sẽ vào trình duyệt Chrome nha, ta bấm vào vietcheckin.com đây. Rồi chúng ta chờ trong giây lát. Rồi bây giờ chúng ta hãy kéo xuống. Đó, cái đây là có chương trình khuyến mãi của nó này. Nó sẽ để ở đây. Nó thông báo cho chúng ta đó. Chúng ta có thể kéo lại chúng ta xem để biết cái chương trình khuyến mãi nó có những cái chặng nào đang khuyến mãi. Rồi Vương thấy có cái chặng là đây, cái chặng là từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt này, nó chỉ có 39.000. Mình vào book đây thử được không nha. Mình sẽ vào là từ thành phố Hồ Chí Minh nè, mình đi đến là Đà Lạt, và mình sẽ chọn cái ngày bay là nó xa ra nha, vào khoảng tháng 10 đi, ngày 12 tháng 10 và ngày về sẽ là 21 tháng 10 đi. Rồi lúc này chúng ta tích cái này đi, tích bỏ, và chúng ta sẽ bấm vào là tìm giá máy bay rẻ nhất này. Chúng ta bấm vào đây, bấm vào thì sau đó chúng ta phải bấm tìm chuyến bay. Chúng ta bấm vào tìm giá rẻ nhất là nó sẽ hiển thị cho chúng ta tất cả các chuyến bay. Chúng ta bấm vào đây tìm chuyến bay. Rồi lên đây á, thì chúng ta sẽ xem nha, cái giá nào rẻ nhất nó hiển thị lên trên đây nha. Đây là giá vé nguyên tháng luôn. Thì chỗ đây là tháng 9 nè, 199.000 là 109.000 là thấp nhất nè. Tháng 10 nè, tháng 11 nè, tháng 12 nè. Đó, giá vé hiện tại thấp nhất là đang là 109.000. Còn như trên quảng cáo là nó để là 39.000 là không có nữa nha, hay là nó đã hết rồi đó các bạn ơi. Rồi nhưng mình đó nó chọn là tháng 10, thì tháng 10 lúc này thì mình sẽ chọn sẽ vào là ngày hồi nãy là chọn ngày 12 phải không. Rồi trên này mình có thể chọn lại nè, cái đây mình chọn vé nguyên tháng để mình trên này mình có thể chọn lại ngày 12 đi, mình có thể chọn lại ngày cũng được. Rồi trên này cũng vậy, thì vé thấp nhất là đang là 109.000. Vì Vương sẽ chọn vào đi ngày 12 thì thôi, mình về khoảng về ngày 15 đi, ngày 15 tháng 10. Rồi lúc này chúng ta bấm vào đi tiếp nha. Rồi chúng ta bấm vào đi tiếp. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chọn là cái giờ khởi hành. Giờ khởi hành thì hiện tại là từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt thì nó có 4 giờ, 4 giờ khởi hành nha. Thì có 4 chuyến bay, chúng ta sẽ chọn cái chuyến nào phù hợp. Thì Vương thấy cái chuyến là 14:30 là phù hợp nhất đây. Rồi sau đó mình bấm vào đi tiếp. Rồi lúc này chúng ta chọn cái chặng về là từ Đà Lạt tới thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ chọn là cái chuyến tối đây, chuyến 4 giờ đây, chuyến 4 giờ. Rồi mình sẽ bấm vào đây 109.000 luôn. Thì các bạn bây giờ mình sẽ xem thử là cái điều kiện vé nha. Thì cái này là vé này đang là cái vé là economy này, chỉ có 7 cái hành lý sách tay. Chúng ta bấm vào xem điều kiện vé, thì điều kiện vé ở đây á, là chúng ta hành lý là 7 cái nè, mọi thứ là phải mua thêm nè, thu phí đổi ngày bay trên lệch vé nè, đó nó có cái đây thôi, nó có được cái đây thôi, phép đổi ngày và thu phí trên lệch, còn đổi tay hành khách là không được nha. Chúng ta không đi là bỏ, chứ không được đổi ngày, đổi cái tay nha, chúng ta không có đổi cho người khác đi được. Rồi sau này chúng ta bấm vào tắt cái quy định vé đi, và sau đó chúng ta bấm vào đi tiếp. Các bạn nên nhớ bấm vào cái điều kiện vé này để chúng ta xem cái vé nó điều kiện như thế nào. Rồi cái đây thì
tổng quan của nó, tổng tiền của nó sẽ là 1.123.440 đồng cho vé khứ hồi Sài Gòn Đà Lạt đó. Thì đến lúc này chúng ta đồng ý rồi thì chúng ta bấm vào đi tiếp thôi. Lúc này thì chúng ta nên nhập thông tin nam, ai nam, nam hay nữ, nam thì để nam, nữ thì để nữ, rồi vậy thôi. Nhập tiếp tên, họ tên, họ tên ở đây thì chúng ta là viết hoa không dấu nha, chúng ta không điền dấu. Và sau đó chúng ta nhập ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, rồi chúng ta nhập vào đây, vào đây, cái đây này quan trọng này, chúng ta tích vào đây này thì chúng tôi nhận được mail khuyến mãi từ việc check vào các đối tác đó. Thì nó sẽ thì khi nào việc check nó có chương trình khuyến mãi, nó sẽ gửi mail cho anh chị và các bạn nha. Nó gửi mail nó báo là chương trình khuyến mãi giá vé này nọ, là chúng ta bấm vào chúng ta xem. Rồi lúc này thì các bạn nhập thông tin đầy đủ vào và sau đó là chúng ta bấm đi tiếp, và cái bước sau nữa là chúng ta điền thông tin để thanh toán thôi. Chúng ta sử dụng thẻ Visa hay là thẻ gì đó, thẻ còn không thì chúng ta bấm vào trả sau. Chúng ta có thể là có code vé, chúng ta giữ vé xong chúng ta đi tới Vietjet để thanh toán, hoặc là chúng ta có thể là đến ngân hàng hoặc là qua đại lý thanh toán. Vậy là chúng ta đã đặt vé thành công rồi. Vâng, như vậy là Vương vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cách mà làm sao để mà đặt được vé máy bay giá rẻ nha. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.